Dòng chống bò tới cử ti phong trường đỏ xay ra tranh công lồng dây giỏ. Chuyên đề lò kia chỉ ra dây giỏ chia. Tàu đèn tà xuân tà xả lò kia. Xích cổng đỏ văn phòng điều phối công lồng dây giỏ sánh xì chèn. Chống bò tới cử ti phong trường mó chùa. Bự bao chỉ cô chua lò dây giò chia giá dùng o chia lên nền cầu y o chia lên nền cầu chi quy tỉnh tây sở tia giò dây giò chia do chủ mua chi cầu chi phỉnh bùa trò nền cầu phỉnh bùa đó sau cho gì chua thanh tàu dùng đề hố chi chó đề công chê trông bên đó tây sở tia giò dây giò chia cả xia chê cho gì nó do chủ tia chi kiểu chi phỉnh bùa đó sau lâu tránh nó hạt chảnh ua chữ tẩn tàu cảnh na trâu dây giò hấu lúc gì chỉ ra sở dây giò chia xin tàu tiện nò gió đề xanh khua hấu bò hoàng thị hạnh chưa thành thia bò nhùa giò nậm đình sở nậm dạng chỉnh văn bằng tàu mua lò chi bể trong xuyên lò ấy nổ tóc bó về xanh gió đề mà chó hánh sử dụng nước ăn hàng ngày sinh hoạt hàng ngày ấy thì cô chưa thành thia bò nhùa hấu gió hải ua kê bùa dòng gió đề bể há trong từ lò chế bên mua đề bể cò chia lò dòng sư nguồn nước ở trên khe về để sử dụng nguồn nước sạch thì bây giờ để bà con thì tự kéo ở các khe suối về. Hầu lúc xì dòng, muôn tàu sử tranh khánh, bí trừ xử lý lò nà chua chế đề kẻ khánh, bông vệ xanh chỉ ta bó. Của nó hầu gió mua bóc chầu trâu gì, ta chè dòng đề khố, mua chó gì do tàu tép, lò xì tài lị đề. Ta mà chờ khánh, chúa mua nhỏ còn tàu dị sư. Họ chúa chó gì, cổ đề bể há trung lò chè dòng, ế cô chỉ ta bó trâu đà sò. Thì những hộ đấy là cũng rất ít thôi. Sở nậm dạng mua trâu lúc giò, chế mua bê lúc giò trò ý bùa bao chầu cha gì, dì tàu dụng đề chê trông, gió đề tàu bò nhùa mua chi bể há trông lò dụng. Cô vì do ly, ấy nổ táp bó bao chỉ đầy hốn tại ua sở chảnh chín tàu khảnh nà. Hiện tại là cái nguồn nước đấy gọi là nguồn nước hợp vệ sinh thôi, chứ không phải là nước sạch. Của nó đây có hai gió đề hồ vệ sinh, ta mà chỉ gió đề hố, chảnh mua tây sử tranh lò dụng đề. Thảo ua lò nà chế đề di tác bó vệ sinh, đền trò, danh manh dụng trì tạo. Bên đó đề tàu công liên quan trò công trô khò đùa, sau chia hấu danh manh cô di khảnh nà. Chia tác bó công tranh tàu truân trành thia dụng tàu lên tế. Bên tư mùa bảo phùa cho tàu hô trô sở, quản lý tê công tranh công đầy hố nhau hấu giò xá. Trời lý ta vảnh thi lò sau chia dụng đề hấu nông minh di khảnh nà. Tuy nhiên là về cái thu nguồn nước, thu tiền, sử dụng của người dân còn gặp nhiều khó khăn bởi vì là có những hộ cũng còn rất là khó khăn. Do bác mạc mua ít búa lên xe dị nông minh, chế chua chầu dị dị dòng đê chê trông, chua dị chảnh chúa dòng khó đê hấu á thia đê chỉ chính từ. Thực tế thì chúng tôi bây giờ được sử dụng bây dòng chó đê nó dòng khánh lở, họ chia tóc quá đùa chế cô xá cỏ tê băng hành. Lành tò cấp 6 tuần nò mua ý giả đá trì, chia bát trở bê nông minh, dụng đề tóc bó hố đùa. Trở lành tò sở Vĩnh Yên, nông minh dụng bê tủ đê chia trông. Tuần nò trở tiệp lâu trì đầy hố tư tàu công rảnh, ta chỉ tàu truân rành. Thảo ua sở di gió tia di gió chia hấu cúi o chung nò. Về vấn đề nước sạch thì hiện nay trên địa bàn xã cũng đã đạt, xong sau đó thì tàu đùa chưa chầu phỉnh bùa gì dụng đê tia vệ sinh lở, ta chia đê tia cùi chuồng tớ. Xin khen giả no chia tia cùi chuồng do chủ xét nghiệm. Ta mà nó cô do có mua chia, thia chia chia xét nghiệm cùi chuồng đê chế do xã côn chín tàu khánh nà, chỉ mua chia chia ua bóc trị nò. Địa phương cũng gặp rất là khó khăn, không có kinh phí để chi cái này. Chiến bầu yên của nó mua chi chầu ít công tranh công đê chế trông, xử lý ta khó tranh, do xả chúa mua cẩu chi công tranh sau tàu chia dụng đề, tia xe chầu chi phỉnh bùa. Chí hấu mà vì do ít chia công tranh chủ bùa, chỉ mua chia khò, chỉ công tàu đê cha si. Vì ly nông minh chỉ thể chia dụng đề, cho hấu lúc lâu lì, do chia sau tàu chi dụng đề mà do lâu chầu trâu chậu, tia xe đùa cẩu chi phỉnh bùa chỉ hộ chồng. Nó có do ít hấu chó lì dơ ua trâu công tranh đầy hố chê trông chỉ tàu khòn già, dân gia phành tư cho tranh gió công đề trầu nông mình. Đó cho khánh na, tanh mảnh phủa xanh,
tàu dò xả xá cỏ hầu đốt gì trên tổng cây công dành chỉ tiêu đầy hố tại ở tây sở tỷ chi mà giờ dò xả khánh na do chủ mua kế lông rồng hổ đùa đó có tây dò xả cô chảnh dí dò khách tới tây bà phùa bắt trở tây sở cá xe rồng đề ta bỏ nông minh lý đa trò. Huyện Văn Bàn thì cũng đã tích cực trong cái việc thường xuyên là cái rà soát đánh giá đấy rồi là có những cái hiện Văn Bàn xí giò hấu nổ cha si chua say tổng cây thả mua cho bánh chử chia kho đùa xử lý tây công tranh xanh hùa tỷ o thêm mà công tranh tư tàu kho đùa lở do tàu cho đầu tây công ty tây doanh nghiệp trong bánh sử công đề hấu nổ con đi thay dòng chế liên tử do cho lò diện cây giống đùa máy lọc nước rồi là RO ấy, để đảm bảo cái chất lượng nước sinh hoạt thì qua đó để nâng cao cái số hộ được sử dụng nước sinh hoạt đạt chuẩn và nâng cao cái sức khỏe cho người dân. Tây giò giáo cô chảnh dí giò phùa đá bùn ta khấu tê chứ chỉ trí say chùa hấu lúc gì chênh khó đùa tê công tranh đề xanh hùa tàu cô chua chữ bánh chia tắp bó đầy hố công tráo nông mình đó có của chi tây dì chua thanh mua theo chảnh chữ bánh dúa máy lý đề chiên cá xe dòng plau trị đầy hố khấu chua thanh. Đề xanh hùa hổ vệ xanh một kế quan trọng biến đỏ nông minh lý đà giò. Dì giò cho chúng ớt xe lên nền cậu chi, tranh sánh muôn tàu đùa chưa chào dì phảnh bùa dì, tàu dùng đề hổ vệ xanh, chỉ chào phảnh bùa dì dùng đề tìa giò tranh giò đề xanh hùa trở quy chuẩn. Xanh lò kia tư dì giò, khách tàu chủ bánh tê chát tranh dự án công đề xanh hùa, thiê vệ xanh tình chờ dây giò, chiên cá xe rồng lúc nành trào nông minh. Do dịp lùa dùng ót xe lên cầu già giờ hoàng văn sáu chưa thành tàu tránh trên sở thanh niên ba chở chỉ cha chế vệ sinh thiên đua đầy hố mua chó đầy hố hấu xanh hùa nền nông chuồn hành hấu chưa thành tư chỉ chúa kế chờ lò ca mo chỉ có xí giòn dây tua hấu lò tổng sinh trắng chỉ cha lúc nành chia từ khi mà thảo tàu cô chưa ba chở chỉ qua đoàn thể ba chở khó đề thiên chế vệ sinh lúc nành chỉ chỗ hấu đề kìa chế mó cụ trở nhỏ chỉ chỗ chờ đầy no đầy hầu do xả tàu dùng chất chanh khay đá chờ về xanh thia đầy hố dày giò thanh sầu ở nổ tia tàu chảnh trên sở thái niềng tư sĩ cổng đó tên ngành chức năng bắt trở nông minh chỉ ra tây dự án công đề xanh hùa đó sĩ khen plau chỉ lò tên chờ hấu chỉ ra dày giò chia của no chó gì dùng đầy hố vậy xanh tinh chờ mà giò tia chưa chảo chi phỉnh buồn tàu pin đỏ plau chỉ dây giò chia thia pin đỏ tê theo chảnh táp bó di xanh chế tê dị chưa thanh nho hậu sở cô tia chỉ tiêu chỉ ra xanh plau chảnh cô chua đầy hố thia vậy xanh tinh chờ tua một chập lùa tuần thành về bác dây minh sánh lò kia tư chỉ cha chỉ hùa gà xia khò đùa tê công tranh đầy hố dây giò đó còn dây thông mồng gà xia dị sư nông minh chia kho đùa tê công tranh đầy hố thia vệ sinh tình chờ tà dùng ót xe lên đường gầu p do dị chúa thanh hấu tranh sánh mua chế hổ vệ sinh mà do dị chào chua phỉnh buôn tàu do nông minh dây dò tàu công đầy hố tia chua chào đầu phỉnh buôn tàu tuyên truyền vận động bà con làm sao mỗi một ngày dù cô chính chua vành tổng chống vo ô ly trà ít nông trẻ op phanh chia vệ sinh chỉ lỗ và dề đảm bảo an toàn cống phành uông cây chỉ chào phỉnh bùa mo lò khó mùa chờ chỉ chào phỉnh bùa chỉ còn cá xiết tranh giò lút nành hấu nông minh thia chờ kế của lò dây giò thia nịa kia đỏ kế quan tranh khấu sánh cái lò ua di giò hấu ngành trước nàng khấu khách tờ tê chát tranh dự án công đầy hố đức tàu theo chảnh bành chỉ chia nông minh gà xe dòng lâu nành tua mồ mua ít sở phẩy phủ giá tuần thành cho nó gì chênh chảy đầu chuyên đề tư giàu lở qua chào chúng bò thiết cử đi bông dừa chảnh quan chênh chảy gì hờn đỏ sai phòng chúng bò cử đi bông dừa nhóc dòng lửa lưu chắc chanh lì mặt đó xin gì.